anh vui cái gì đấy? Em đố anh tìm được một cái thứ gì mà có 10 trong 1. 10 trong 1. Ừ. Hết hồn. 10 trong 1 nghe có vẻ gì đó là cao sang và xa xỉ lắm. Nhưng thực ra nó là những thứ đơn giản có xung quanh ta. Ví dụ như chiếc bút bi 10 ngòi này, quá là dễ thương, đẹp mắt thật. Bút có 10 nút ấn tượng trưng với 10 màu bút khác nhau. Và cái nút tổng ở trên là cái công tắc để cho đầu bút thò ra và thụt vào nhá. Lỗ để ngòi bút chui ra có thiết kế ôm sát nên rất dễ dàng để điều khiển bút. Mực bút viết êm, không bị gai. Nó đúng chỉ có một vấn đề, đó là có một số màu thì mực làm chưa chuẩn. Ví dụ như màu vàng và màu cà rốt thì nhìn nó chả khác gì màu nâu cả. Tôm sẽ xoáy phần thân để mở ra cho mọi người xem bên trong nha. Wow, 10 ngòi trụm lại rất là ngăn nắp. Phải cái là ruột mực nó nhỏ và ngắn quá, nên là chỉ dùng được trong một thời gian ngắn thôi. Ôi, cái gì mà cu đè thế? Trời ơi, thì đấy, 10 trong 1 của em đấy. Thế thì xin lỗi. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.